bóng đi ra ngoài đường bóng cho vào nhất gạch 9 11 cái này thì cái cố gắng của nhất đất là thi đấu hết sức nhiệt tình bóng đập rất khỏe. Sau thời gian hội ý thì đây là Quang Khải có bổ sung thay thế cầu thủ cho đội hình. Rất tiếc là các cô gái như này để thị trấn và các đấu không còn nữa để thị trấn 22-12
kinh doanh khá là tốt. Điểm cho Tây Đông 16-13. Vừa qua thì có một pha bóng cầu thủ đã đi né tránh cầu thủ đằng sau. Điểm cho Quang Khải 14-16. Đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Quang Khải 15-16. Điểm cho Quang Khải 16-0. Vừa qua thì sau khi quan sát thì cầu thủ Hoàng Anh bên phía Quang Khải có một pha đẩy bóng về phía góc sân rất hiệu quả. Bóng đánh không qua lưới. Điểm cho Quang Khải 17-16. Vâng, đội tuyển Tây Đông xin phép được góp ý. Chúng ta tiếp tục thi đấu vòng bán kết và trận chung kết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Minh Đức 2-1. Rất tiếc là các cô gái của Minh Đức đã không khống chế bóng thành công, nhường bóng cho Thị Trấn 2-0. Rất là
anh chiến thắng kết thúc trận đấu thứ nhất giữa đội Vân Phải và đội Tây Đông. Kết quả đội Tây Đông giành chiến thắng với tỷ số là 2-2. Rất hay, tuy nhiên không qua thì không qua được cũng một người đẹp 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 rất xuất sắc. Rất tiếc là điểm bóng không qua, điểm bóng bay đâu. Khán giả chúng ta cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho anh rồi. Đang đội chúng ta với hình trẻ, thế thì đang nắng. Tuy nhiên thì cổ vũ chúng ta một điểm bóng rất là tuyệt vời. Đã đi được, tuy nhiên thì vẫn chưa qua được hàng thủ của Minh Đức. Và xin mời hai đội khẩn trương để vào sân thi đấu. Có thể nói là chỉ một yếu chút thôi thì chúng ta đã thực sự ghi điểm rất hay. Tiếp tục phải là sự đầu tiên lên để điểm. Tuy nhiên thì đường trắng không qua trắng và trọng tài xác định là một lỗi cầu thủ của thị trấn điểm số 10-7. Thank you.
Tôi xin mời đội quân giải vật chơi vào sân để trọng tài thủ tục thi đấu sẽ đấu ra. Ai về thì bảo nhá. Sẽ đấu thứ hai thì đội Quang Hải sẽ giành quyền phát bóng trước. Đấy bóng ra ngoài. Điểm cho Quang Hải 1-0. Đánh nha, chắc thôi. Theo như vừa qua ban tổ chức thứ nhất thì sau khi trận đấu này kết thúc thì chúng ta thì ở trận thứ ba bóng ra ngoài,
điểm cho Tiên Đông 4-3. Điểm cho Tiên Đông 4-0. Điểm bóng cho Phương Thảo 4-4. Thời tiết thì ủng hộ thôi. Điểm bóng cho Tiên Đông 5-0. Rất tiếc. Phía sau thì cầu thủ của Nguyễn Thị Trấn đã xử lý thành công. Điểm số 12 đây rồi. Điểm bóng cho Phương Hải 6-0. Thank you.
tiếp tục phổ biến cho khán giả cùng sáng ngày nay. Mẹ đau mặt đây, đau mặt đang yêu vút nước này ngủ. Yêu vậy. Rồi tiến đấu tiếp tục phát bóng. Điểm cho Tiên Đông 13-7. Đội áo Quang Hải tập trung cố gắng lên. Bây giờ chúng ta hết sức bình tĩnh. Đội điểm bóng cho Quang Hải 8-13. Thứ hai trận đấu thứ ba này quyền thắng thuộc về Tiên Đông với điểm số 16-14. Điểm bóng cho Quang Hải 9-13. Chúng ta hết sức đến cổ vũ cho các khán giả. Điểm cho Tiên Đông 14-9. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tháo rồi, chỉ biết thuốc người lắm. Vâng, tổ chức chúng tôi xin được thông báo lại buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ căn cứ tình hình thời tiết, chúng ta sẽ bắt đầu tập trung tất cả các đội buổi chiều ngày hôm nay vào 15:30 tại sân này, và tùy tình hình thời tiết thì chúng ta có thể cho thi đấu từ 15:30 hoặc 16:00. Trân trọng thông báo với tất cả các vận động viên và các đội tuyển Việt Nam đã bắt được do tình hình thời tiết rất là nắng nóng. Chúng ta sẽ đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên và đảm bảo sự công bằng trong giao lưu. Một lần nữa, bây giờ chúng tôi xin được trân trọng thông báo vào buổi chiều ngày hôm nay tại bảng A, chúng ta sẽ có trận thi đấu thứ 3 giữa đội tuyển thị trấn Tứ Kỳ và đội trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ tại vòng loại. Và trận của bảng B tại vòng loại đang là trận thi đấu cuối cùng giữa đội Quang Khải và đội Tiên Động. Và xin mời tất cả các quý vị và toàn thể quý khán giả, chúng ta sẽ trở về sân thi đấu số 2 để cùng cổ vũ cho đội Tiên Động và đội Quang Khải. Vừa qua thì đội Tiên Động có một pha phạt bóng không qua lưới, bởi vì bóng cho Quang Khải. Điểm bóng cho Quang Khải 11-17. Vâng, theo ghi nhận của ban tổ chức thì kết quả tại bảng A chúng tôi đã rút ra 2 trận thi đấu. Trận thứ nhất giữa trung tâm y tế gặp Minh Đức thì đội trung tâm y tế thắng. Trận thứ hai giữa Minh Đức và đội thị trấn Tứ Kỳ thì đội thị trấn Tứ Kỳ thắng. Đó do điều kiện thời tiết và thời gian thì trận thứ ba tại bảng A sẽ diễn ra trong buổi chiều hôm nay. Đánh bóng ra ngoài. Điểm bóng cho Quang Khải 13-18.
Kết thúc trận đấu thứ hai, đội Tiên Đông tiếp tục giành chiến thắng trước đội Quang Hải với tỷ số 21-14. Vâng, Tiên Đông chúng tôi đã chiến thắng trận thứ hai. Còn sáng nay không rồi. Sáng nay không rồi, và quan điểm viên chúng tôi rất phấn khởi. Đồng chí lãnh đạo địa phương đến trong ban tổ chức xin được trân trọng chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Dạ.